bạn không thể thông báo cho tất cả khách hàng cũ của mình nếu như bạn không chạy quảng cáo. Bài viết của bạn chỉ có 10% khách hàng trên tổng số người like và người theo dõi fanpage nhìn thấy. Thậm chí, tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều, chỉ 2-3%. Bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền cho Facebook, trong khi đơn hàng chưa thấy đâu. Nhưng với chatbot Messenger, vấn đề đã có cách giải quyết. Vậy chatbot là gì? Chatbot hiểu đơn giản là một con robot giúp bạn trả lời các câu hỏi của khách hàng, xử lý tình huống như người thật, dựa trên kịch bản có trước và tương tác thông qua giao diện chat. Qua chatbot Messenger, bạn có thể thông báo cho tất cả khách hàng đã từng nhắn tin với Trang rằng bạn có sản phẩm mới, bạn có chương trình khuyến mãi một cách hoàn toàn chủ động và không mất thêm bất cứ chi phí nào. Chatbot có thể giúp bạn chăm sóc khách hàng cũ theo lịch trình đã lên trước với nội dung vô cùng phong phú bằng video, hình ảnh, link bài viết hay danh mục sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chatbot giúp bạn inbox cho từng khách hàng đã comment trên bài viết bán hàng theo một quy tắc nhất định, tránh tình trạng sót đơn. Ngoài ra, chatbot có thể là một nhân viên bán hàng tự động và hoạt động không ngừng nghỉ, trả lời khách hàng theo sự huấn luyện của bạn. Hãy đăng ký ngay khóa học Chatbot Messenger Facebook Marketing với chi phí 0 đồng để cùng giảng viên Hồ Ngọc Cương tìm hiểu về chatbot và cách xây dựng hệ thống chatbot miễn phí nhé. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.